Xin chào mọi người nhé. Mình hiện tại là đang có mặt ở trong rừng già thuộc miền Bắc. Ở trong này cũng khá là rậm rạp. Hôm nay là mình sẽ cắm trại ở đây và nấu nướng ăn, mọi người cùng xem nhé. Giờ thì mình đi tìm chỗ để dựng một túp lều lên đấy. Thì mình vừa đi xung quanh tất cả rồi, nhưng mà rừng khá là rậm, kiếm một chỗ trống là khá là khó. Vừa mới đi qua một cái đồi chè, không biết là của nhà dân nào quanh đây. Để tí nữa mình sẽ đi xem, nhưng mà hiện tại có một chỗ trống mình sẽ dựng lều ở đây. Giới thiệu mọi người là hôm nay những cái đồ vật mà mình mang đi để cắm trại ngày hôm nay nhé. Thứ nhất là có một cái rìu. Cái rìu này là mình nhờ người bạn làm cho. Thứ hai là có hai con dao mông. Hai con dao mông rất sắc. Dao của người mèo. Và đây là chiếc lều. Và một cái đệm ngủ. Dưới này thì có một xẻng đang năng nữa, nhưng mà mình chưa dùng đến. Nào, đi dựng lều nhé. Ok, thì mình đã làm xong rồi, bây giờ thì đi tìm nhà dân để kiếm cái gì chén nhé. Xin giới thiệu mọi người, đây là gà chạy bộ nhé. Gà này thì ăn là rất là ngon. Nó khác biệt ở chỗ là nó không ăn cám và được thả chạy suốt ngày như này, ăn cỏ, ăn sâu ấy. Rất ngon nhé. Thì vừa nãy thì mình cũng đã nói chuyện với lại chủ nhà và bắt một con gà. Vì lý do là chế độ của YouTube nó không cho thịt mổ nên mình không quay. Thì đây, được gói kẹp lá sung, rất là ngon. Bây giờ mình chúng mình cùng quay về chỗ lều để nướng nhé. Let's go.
Ok, bây giờ thì mình sẽ lắp xẻng để đào một cái hố ở dưới này nhé. Đá này là mình vừa mới lấy ở đoạn suối bên kia. Thông thường thì sẽ dùng bật lửa để châm lên luôn, nhưng mà mình sẽ hôm nay mình sẽ vo cái này thành bùn nhui để mình đánh đá lửa. Cháy lửa rồi các bạn. Mình bây giờ đang cố gắng đốt thật nhiều củi để nó trở thành than hoa để nướng than hoa nhé. Rồi thì sau khi một thời gian là mình đốt, là bây giờ nó đã thành than hoa rồi. Bây giờ chúng mình bắt đầu nướng nhé.
Con gà này mình cho nướng than hoa, nướng tàn âm mì nhiều độ. Hơn một tiếng. Cũng khá là vàng rồi đấy. Mùi cũng khá là thơm rồi đấy. Để mình lật xem nào nhé. Wow. Các bạn nghe thấy tiếng mỡ sủi nhé. Ở trên bề mặt này là lá cháy nhé, chứ không phải là thịt cháy đâu. Thịt rất vàng luôn. Wow. Thì đây thì mình có chuẩn bị một ít chanh muối ớt. Thịt gà cũng chắc là đã chín rồi đấy. Wow. Mình sẽ bỏ lớp lá cháy này đi nhé. Khá là thơm. Wow. Và đây con gà của mình đã nướng xong. Giờ mời mọi người cùng ăn nhé. Mời các bạn nhé. Tuyệt vời luôn các bạn. Ngồi giữa rừng mà kiếm một con gà mà qua nướng, không còn gì để nói. Quá ngon. Còn một cái đùi cuối cùng này, mình sẽ ăn một miếng nữa vì ăn khá là no rồi. Wow.
giới thiệu mọi người đây là trà phơi khô nhé, trà tươi đấy, uống rất là ngon. Các bạn vào một dịp khác nhớ đăng ký nhé, subscribe.